Ngày 22 tháng 3 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0. Hội nghị được kết nối tới trụ sở Ủy ban nhân dân 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên các tỉnh. Dự tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các cơ quan liên quan ở Trung ương. Lãnh đạo các ban của Đảng, ủy ban của Quốc hội, các tổ chức chính trị xã hội cùng 400 đại biểu thanh niên đại diện cho hơn 23 triệu thanh niên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Ủy ban dân thành phố Hà Nội có các đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, đại diện các sở ngành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội. Hội nghị đối thoại được tổ chức là hoạt động thiết thực của chính phủ, Thủ tướng chính phủ trong việc quan tâm, đồng hành cùng với thanh niên đây là dịp để chính phủ và thủ tướng chính phủ cùng các bộ ngành nắm bắt tình hình lắng nghe những kiến nghị đề xuất và nguyện vọng của thanh niên từ đó kịp thời chỉ đạo giải quyết tháo gỡ những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắt có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng triển khai thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay Buổi đối thoại diễn ra trong không khí cởi mở khi các đoàn viên thanh niên trực tiếp đặt câu hỏi liên quan đến giáo dục và đào tạo vì mục tiêu xây dựng phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên 4.0, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên, kiến tạo môi trường để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo và được Thủ tướng chỉ đạo đại diện các bộ ban ngành trả lời. Lắng nghe các ý kiến phát biểu của thế hệ trẻ, giải đáp của các bộ ngành. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá rất cao cuộc gặp gỡ hôm nay. Theo thủ tướng, không khí cuộc đối thoại rất dân chủ, cởi mở. Các ý kiến đã đóng góp cho chính phủ về một số định hướng chính sách quan trọng, gợi mở cho công tác chỉ đạo điều hành trong một số lĩnh vực mà thanh niên quan tâm. Các vị bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp trả lời, thể hiện sự quan tâm với thanh niên để tìm ra nhiệm vụ và giải pháp phù hợp nhất, khuyến khích sự đóng góp của thanh niên với đất nước. Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn thanh niên phải có lý tưởng, có khát vọng sống vươn lên mọi lúc mọi nơi có bản lĩnh vững vàng trong mọi hoàn cảnh, sáng tạo mạnh mẽ trong thời đại 4.0, trách nhiệm với chính mình, gia đình, xã hội, cống hiến hết mình vì đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng.